ra xí. Chạy. Cầm túi sách. Túi sách. Cầm đồ lạnh theo em. Cái tiếng chủ này hay á, dễ thương á. Xưa mà leo lên cái quả luôn rồi đấy. Bảo mình ra. Nặng quá hả? Ta có đẩy à? Đâu? Vũ ý là mình bảo đi đâu rồi? Rồi đây đây, 1, 2, 3. Ở ba cầu thủ đó là ông mình ba. Ô đã đảo. Cha đảo quá. Đã đó đó cùng với mình đó. Ủa tôi biết cây không vậy? Cái ghế là cái chất điểm gì đâu. Cái ghế là cái chất điểm. Cho cái vỏ bỏ vô trong cái dĩa luôn đi con. Rồi tí nữa mình dọn cái dĩa. Thấy mềm lại là dơ. Bày trà đó. Cái miếng ớt ớt. Còn bên kia với lại nước ngọt mới bỏ vô chưa lấy được nghe không? Cho mấy bà uống. Nó như bằng hơn cái tay mình chút nó đeo nó ngực đi như búp bê á.
nó đi dưới biển á. Tại sao nó tiếng Việt giỏi chứ không? Tôi giảm cái đó đã trộn một cái là quanh thằng bé luôn á. Cháu mấy tháng rồi đó em? Dạ 4. Cái nước ở đây nó hơi lạnh đó nha. Nước xuống rồi. Đây là du lịch hướng dương. Du lịch hướng dương. Coi như mấy người giữ sao kể cho nó chơi với dạng gì. Chưa đâu, nó dân tộc nó chưa nói được. Đó, em mới là cái đó, em mới là phổ cập gần hết à. Mới những cái được phổ cập gần hết rồi hả? Đúng rồi. Cá chẽm á, cá chẽm ăn bún. Quá ngon. Thôi, nè. Ừ. Cá đẹp đẹp nữa, ăn từ đó ra sao nha. Ừ. Cái bắp đỏ, cá bông á. Cái món cái đỏ là cá chẽm cá kia hả? Cùng ăn luôn, ăn cá, bóc cá. Bóc miếng cá coi. Ăn cá nướng mà ăn bóc ngon lắm. Dạ, phải bao nhiêu mình đi. Từ từ, cảm ơn. Ui. Người là ké vô vậy. Nãy cho bốn người là coi như. Ủa đẹp quá, phú quay vừa ghi vô đây, như mây nó đụng lên thôi. Đẹp quá. Thank you.
Thank you.